Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong cái lớp trước, thầy đã quay cho các em từ cái bài số 10 cho tới bài 13 rồi đúng không nào? Ở cái bài số 2 là liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. Thì các em đã biết được khi chúng ta nhân với số dương á, nhớ không thầy này, khi chúng ta nhân với số dương thì nó sẽ là cùng chiều, nghĩa là cùng dấu, nghĩa là dấu nó không không quay chiều lại. Lớn thì xuống dưới sẽ lớn mà nhỏ thì sẽ nhỏ ha. Còn nếu như chúng ta nhân với hai vế là một số âm thì chúng ta sẽ ngược chiều. Ngược chiều nghĩa là lớn thì chúng ta sẽ quay lại là bé, còn bé chúng ta sẽ quay lại là lớn. Chúng ta hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 14 các em nhé. Ok. Rồi, ta đi sang bài 14 các em. Cho m lớn hơn n, chứng tỏ m cộng 3 lớn hơn n cộng 1. Thì đối với cái bài này á, chúng ta phải sử dụng thầy cái tính chất bắt cầu. Các em ở trong clip ở trong sách giáo khoa thì chúng ta đã biết cái tính chất bắt cầu và thầy cũng đã làm cho các em rồi. Có đúng chưa nào? Như vậy khi chúng ta xuất phát thì nhớ xuất phát từ đây. M lớn hơn n này. Các em hiểu nào? Đầu tiên là vì m lớn hơn n. Được chưa nào? Bây giờ thầy cộng 3 vào hai vế. Ha, cộng 3 vào hai vế. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra m cộng 3 như thế nào so với cộng 3. Khi cộng thì cái dấu này này nó sẽ cùng chiều, nghĩa là cái này là dấu lớn thì số này sẽ là dấu lớn. Như vậy ở đây chúng ta ký hiệu là 1. Được chưa? Như vậy cái câu ở đây đó chính là n cộng 3. Chúng ta thông qua cái câu đó chính là n cộng 3 đây. Tiếp tục chúng ta cùng lại so sánh là vì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục so sánh giữa số hai số này, số 3 và số 1. Thôi nào. Vì số 1 này so với số 3 thì số nào lớn hơn? Số 1 này nó sẽ nhỏ hơn số 3. Nên bây giờ thầy sẽ cộng với hai vế này với là gì? N này để xuất hiện n cộng 3. Nên từ đây chúng ta suy ra n cộng 1. Nên như thế nào so với n cộng 3 nào? Cộng n vào hai vế thì cái dấu này nó cũng cùng chiều. Như vậy chúng ta ký ở đây nó cũng nhỏ hơn. Các em thấy nào? M cộng 3 thì lớn hơn n cộng 3. Mà n cộng 3 thì lớn hơn n cộng 1. Chứng tỏ m cộng 3 sẽ lớn hơn n cộng 1. Các em hiểu không nào? Đó. Như vậy thì từ 1 và 2 chúng ta suy ra m cộng 3 sẽ lớn hơn n cộng 1. Cái câu ở đây đó chính là n cộng 3. Các em hiểu chưa? Đó, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu B nhé. Dạng này các em đã hiểu chưa nào? Rất là dễ hiểu ha. Rồi chúng ta đi sang câu B kìa. Ở đây là 3m cộng 2 lớn hơn 3n. Như vậy thì ở đây các em thấy ngay chỗ m với n này là có cái hệ số 3. Như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ gì? Sẽ nhân hai vế cho 3 từ cái chỗ người ta cho này. Vì m lớn hơn n thì khi đó chúng ta nhân hai vế cho 3 thì nó sẽ gì? Cùng chiều, nghĩa là cái dấu này nó cũng không đổi. Các em hiểu chưa nào? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ đây nhá. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng có vì m lớn hơn n. Bây giờ chúng ta nhân hai vế cho 3. Đó là thì từ đây chúng ta sẽ suy ra 3m như thế nào so với 3n nào? Nó sẽ cùng chiều. Như vậy ở đây chúng ta ký hiệu đây là 1. Để thế nào? Ở đây bên đây các em thấy là số 2 mà bên đây không có, nghĩa là số gì? Số 0 đúng không nào? Tiếp tục. Ta có là vì 2 như thế nào so với số 0 nào? Sẽ lớn hơn. Lớn hơn 0. Có đúng chưa nào? Đó, nên ở đây các em thấy có 3. 3m cộng 2 này, thấy không nào? Nên thầy cộng hai vế với 3m m. Từ đây thầy suy ra 3m cộng 2, ở đây là 3m cộng cộng 0. Thì cộng thì cái này nó sẽ lớn hơn, được chưa? Như vậy đây chúng ta ký hiệu đây là 2. Như vậy thì các em thấy này. 3m cộng 2 lớn hơn 3m mà 3m là lớn hơn 3n. Như vậy cái câu ở đây đó chính là 3m. Thấy chưa? Thầy nói là này. 3m cộng 2 thì lớn hơn 3m mà 3m này lại lớn hơn 3n, chứng tỏ 3m cộng 2 này sẽ lớn hơn 3n. Hiểu chưa nào? Như vậy từ 1 và 2 chúng ta suy ra 3m cộng 2 sẽ lớn hơn 3n. Xong. Được chưa? Chúng ta sẽ đi sang bài 15 nhé.
Chúng ta đi sang bài 15 các em. Ở trong đây người ta cho 3 câu. Ở cái điều kiện ở đây chúng ta cho là m nhỏ hơn n này. Chắc chắn ta phải xuất phát từ cái điều kiện này để chúng ta đi chứng tỏ 3 câu này. Cái dạng này thì chúng ta hình dung giống như nó là một bộ xương này các em. Nó giống như một bộ xương, đây là bộ xương người này. Mà đây chính là các cái phần của cơ thể, hay là cả một cái cơ thể. Nghĩa là chúng ta phải lắp thịt, lắp da, lắp xương, lắp tăng, răng, lắp tóc, tay chân vào để trở thành một bộ xương. Thầy nói như vậy để chúng ta dễ hình dung là ở đây là gì. M nhỏ hơn n, mà ở đây các em thấy 2 m mà đây 2 n thì chắc chắn ta đầu tiên ta phải nhân ở đây cho 2 vào 2 vế này, sau đó các em sẽ cộng với 1 nữa là xong ở câu A. Các em hiểu chưa nào? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta có là vì m nhỏ hơn n nên bây giờ thầy nhân 2 vào 2 vế nên chúng ta sẽ suy ra 2m nhỏ hơn 2m n. Tiếp tục thầy sẽ cộng vào 2 vế với mấy em? Cộng vào 2 vế với 1. Đó nè. Cộng vào 2 vế với 1 này. Đó. Thì cái dấu này cũng sẽ cùng chiều xong. Được chưa? Ok. Ở đây nếu như mà giáo viên của chúng ta kỹ á thì đây chúng ta có thể mở ngoặc ra. Đây là nhân 2 vào 2 vế của bất đẳng thức. Thôi nào. Ở đây là chúng ta cộng 1 vào 2 vế. Chúng ta có thể mở ngoặc ra ghi bên cạnh như này cũng được, nếu mà giáo viên ta yêu cầu và người giáo viên ta kỹ. Còn không thì các em cứ làm như này thì giáo viên nhìn vào thì sẽ rất là dễ hiểu. Được chưa? Như thầy thì chỉ cần làm như này thì là được, không cần phải bắt bị học sinh phải ghi như này. Tại vì khi nhìn vào là biết được là em này đã hiểu là nhân 2 vào 2 vế của bất đẳng thức này. Ok, chúng ta đi sang câu B. Ở đây game thế nào? Chắc chắn là chúng ta phải tạo cái ngoặc này trước, sau đó game nhân 2 vế với số mấy? Số 4 này. Như vậy đầu tiên chúng ta thấy là cũng xuất phát là m nhỏ hơn n này. Chúng ta cộng âm 2 vào 2 vế thế nào? Cộng âm 2 vào 2 vế. Sau đó đóng mở ngoặc là nhân với 4 vào 2 vế là ra cái này. Hiểu chưa? Ở đây chúng ta xuất phát là vì m nhỏ hơn n. Từ đây chúng ta suy ra nghĩa là chúng ta cộng với âm 2, nghĩa là m trừ 2, cộng cũng như trừ thôi em. Thì cái này nó cũng cùng chiều. Sau đó chúng ta nhân 4 vào 2 vế, hay là nhân 4 vào 2 vế thì nó sẽ ra được. Từ đây chúng ta suy ra 4m trừ 2, 4n trừ 2 thì cái này cũng sẽ cùng chiều. Xong. Hiểu chưa? Đó. Như vậy thì đối với câu C, câu C các em để ý này. Thấy cái này là dấu nhỏ mà cái này dấu lớn mà. Chắc chắn ta phải xuất phát từ đây trước này. Như vậy đầu tiên chúng ta là vì m nhỏ hơn n, chắc chắn là phải xuất phát từ đây. Như vậy thì ở đây các em thấy âm 6 không? Khi nhân vào âm 6, nghĩa là khi nhân vào số âm vào 2 vế thì cái dấu này sẽ ngược chiều này. Như vậy từ đây chúng ta suy ra âm 6 m so với âm 6 n. Thì ở đây nhân vào 2 vế với số âm thì cái dấu đây là dấu bé thì nó quay ngược trở thành là dấu lớn. Sau đó các em sẽ cộng 3 vào 2 vế. Từ đây 3 trừ 6m, 3 trừ 6n thì cái này sẽ cộng 3 thì dấu này sẽ cùng chiều. Đó. Hiểu chưa nào? Rất là đơn giản, rất là dễ hiểu. Ta hiểu cái quy tắc cứ nhớ nhân số dương hoặc là cộng trừ thì nghĩa là cùng chiều, mà nhân với số âm là ngược chiều, nhớ như vậy thôi. Còn trong quá trình làm toán thì chắc chắn đòi hỏi chúng ta phải có sự thông minh và gọi là lanh lợi một xíu. Đại học toán mà không hiểu cái gì về toán thì chịu em ạ. Nha. Rồi chúng ta đi sang bài 16. Ta đi sang bài 16 nha. Người ta cũng cho chắc chắn xuất phát từ đây. M nhỏ hơn n chứng tỏ này. Câu A là 4m cộng 1 nhỏ hơn 4n cộng 5. Các em lưu ý khi nào sử dụng tính chất mấy câu này, đó chính là khi mà hai cái số này nó khác nhau. Nhưng ở cái phần biến này chắc chắn phải giống nhau rồi, nhưng cái phần số này là nó khác nhau thì chúng ta ngay lập tức sẽ nhớ tới giùm thầy cái tính chất mấy câu, giống như cái bài 14A hồi nãy thầy đã làm cho các em. Được chưa nào? Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ tạo. Ở đây là m n mà đây 4, có số 4 thì chắc chắn thì sẽ nhân vào hai vế với 4 trước. Thế nào? Vì m nhỏ hơn n. Từ đây chúng ta sẽ suy ra 4m như thế nào so với 4n, tại vì số 4 là số dương. Như vậy dấu này nó vẫn cùng chiều. Được chưa nào?
Như vậy đầu tiên ở đây các em thấy có số 1 nè. Chúng ta phải tạo ở cái số 1 này trước nha. Như vậy từ đây chúng ta suy ra cộng 2 vế với 1, 4m cộng 1 so với 4n cộng 1 thì cái này cũng cùng chiều, và đây các em ký hiệu là 1. Như vậy cái câu ở đây đó chính là 4n cộng 1. Như vậy tiếp tục chúng ta nhớ cái dạng này, các em sẽ lấy số 1 và số 5 chúng ta lại so sánh, sau đó cộng 2 vế với 4n này. Tại vì 4n cộng 1 này đó chính là cái câu. Các em hiểu chưa nào? Khi chúng ta làm nhiều chúng ta sẽ nhớ ngay cái cách làm và phương pháp làm luôn. Tiếp tục vì 1 nhỏ hơn 5. Bây giờ thì cộng là cộng với 4n này. Đó nè. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra như các em 4n cộng 1 như thế nào so với 4n cộng 5 nào? À cái này sẽ nhỏ hơn. Như vậy đây các em ký hiệu đây là 2. Được chưa? Từ 1 và 2 chúng ta suy ra là gì các em? Như vậy đây các em thấy 4m cộng 1 thì nhỏ hơn 4n cộng 1, 4n cộng 1 thì nhỏ hơn 4n cộng 5, chứng tỏ cái này là cái câu em, chứng tỏ 4m cộng 1 sẽ nhỏ hơn 4n cộng 5. 4m cộng 1 sẽ nhỏ hơn 4n cộng 5, được chưa? Ta đi sang câu B luôn nha. Khi chúng ta đã hiểu được cái bản chất của nó rồi thì nó khá là dễ nha, được chưa? Thì ở đây chúng ta cũng sẽ xuất phát từ m nhỏ hơn n ở đây. Nhưng ở đây các em thấy không? Đây nhỏ mà đây lớn, chắc chắn là chúng ta phải nhân giùm thầy hai vế với âm 5 này. Đó. Ở đây đầu tiên chúng ta sẽ vì m nhỏ hơn n. Từ đây chúng ta suy ra âm 5m với âm 5n. Thì đây dấu nhỏ thì quay ngược chiều lại là dấu lớn. Các em hiểu chưa nào? Đó, nó đơn giản như vậy nha. Sau đó các em sẽ tạo cái số gì nè. Đối với cái ngược chiều nè thì các em sẽ nên tạo số 1 này trước. Số 1 ở vế bên đây nha. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra 1 trừ 5m như nào so với 1 trừ 5n nè. À, cái này vẫn lớn hơn, tại vì chúng ta cộng hai vế với số 1. Sau đó chúng ta sẽ so sánh số 3 với số 1, vì 3 sẽ lớn hơn 1. Như vậy cái câu ở đây đó chính là gì các em? Cái câu ở đây nhìn nó hơi trái một chút, đó chính là gì? Đó chính là 1 trừ 5m. Đây chính là cái câu. Chứng tỏ chúng ta sẽ cộng hai vế với gì? Âm 5m này. Cộng hai vế với âm 5n, m này. Như vậy từ đây chúng ta suy ra 3 trừ 5m như thế nào so với trừ 1 trừ 5m này. À cái này vẫn lớn không? Như vậy thì ở đây chúng ta ký hiệu là 2. Và đây các em ký hiệu thầy này là 1. Như vậy các em thấy nè. 1 trừ 5m lớn hơn 1 trừ 5n. Mà 3 trừ 5m nó lại lớn hơn 1 trừ 5m. Chứng tỏ là 3 trừ 5m sẽ lớn hơn 1 trừ 5n. Nhưng mà cái này giống nhau này. Thì cái này chính là cái câu này các em. Như vậy từ 1 và 2 chúng ta sẽ suy ra 3 trừ 5m sẽ lớn hơn 1 trừ 5n. Đó. Các em hiểu thì các em thấy nó hay không? Ta phải biến đồ cách linh hoạt. À, còn phải so sánh cái gì? Không? À, và chúng ta phải có đam mê toán học dữ dội thì mới giỏi được. Chứ mà các đệ tử không có cái đam mê dữ dội thì rất là chán toán, thì khi đó nó sẽ kéo lên lớp 9 là coi như không biết cái gì. Cái này liên quan tới lớp 9 rất là nhiều em nhé. Ok. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chào lại các em trong các clip tiếp theo nha. Ok, bye bye. Được chưa? Rồi. Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay cho em tới cái bài 20 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài 21 trở đi. Ok. Ở trong quá trình học, bạn nào chưa đăng ký vào khóa học online thì người ta đăng ký. Nhớ like, comment tích cực và click quảng cáo ủng hộ thầy các em nhé. Ok. À 21 nha. Nhớ cái dạng bất đẳng thức này á, chúng ta phải xuất phát từ cái người ta đã cho. Nhớ nha. Như vậy thì cho 2a lớn hơn 8, chứng tỏ a lớn hơn 4. Điều ngược lại là gì? Điều đó có đúng hay không? Như vậy thì ở đây các em thấy là gì? Để mà chứng tỏ được 2a mà lớn hơn 8 thì a lớn hơn 4 thì rất là đơn giản nha.
Ở đây em thấy 2a mà đây a chứng tỏ chúng ta nhân hai vế với là gì? 1/2. Mà 1/2 là số dương thì cái dấu này nó sẽ cùng chiều. Có được chưa nào? Như vậy thì ở đây nó có là vì 2a thì lớn hơn 8. Nên ta nhân hai vế với 1/2. 8 nhân 1/2 ở đây. Nhân 1/2 nghĩa là số dương là cùng chiều. Như vậy người ta suy ra là a này sẽ lớn hơn 4. Bây giờ chúng ta ngược lại. Ngược lại nghĩa là gì? Ngược lại nghĩa là ở đây chúng ta xuất phát từ a lớn hơn 4 thì chúng ta phải chứng tỏ đây là 2a lớn hơn 8. Ý là như vậy. Ngược lại. Vì ở đây là a lớn hơn 4 thì để có tại số 2 thì chúng ta nhân đó. Chúng ta cũng nhân. Ta nhân 2. Nếu như ở đây các em không thích nhân 1/2 thì các em có thể thực hiện phép chia cũng được. Chia 2 thì đây chúng ta sẽ nhân 2. Chia ra a nhân 2. 4 nhân 2 thì số 2 này số dương thì cái dấu này nó cũng sẽ cùng chiều. Như vậy từ đây chúng ta suy ra 2a cũng sẽ lớn hơn 8. Ok. Em ta hiểu không? Rất là dễ hiểu đúng chưa nào? Rồi chúng ta sẽ đi sang cái bài tiếp theo là bài 22 các em nhé. Rồi chúng ta đi sang bài 22 các em. Câu A này. Cho bắt định thức ở đây. Nghĩa là ở đây chúng ta xuất phát là M sẽ lớn hơn 0, nghĩa là một số dương không? Nhân cả hai vế của bắc định thức với số nào? Nghĩa là nhân hai vế bắc định thức với cái này này. Của đây này thì chúng ta sẽ được ở cái bắc định thức ở đây. Từ ở đây chúng ta suy ra đây. Nhưng mà từ ở cái bắc định thức này chúng ta phải nhân với một số nào đó mà ra được cái bắc định thức này. Thì nó cũng rất là dễ anh em ạ. Như vậy thì ở đây các em thấy rằng là vì M lớn hơn 0. Thế nào? Thì ở đây các em thấy này. Nên chúng ta sẽ suy ra ở đây M mà ở đây trở thành là 1 phần M. Nghĩa là chúng ta sẽ nhân với 1 phần M bình phương. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra 1 phần m bình phương này so với số 0 để chúng ta chứng tỏ cái này số dương hay số âm cái đã. Như vậy cái này chắc chắn là sẽ là số dương. Có đúng chưa nào? Tại vì m lớn hơn 0 rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ xuất phát từ cái anh đây, sau đó các em sẽ nhân hai vế với nhân hai vế m lớn hơn 0 này với là gì? 1 phần m bình phương. Tại vì cái này số dương nên là dấu nó sẽ cùng chiều. Các em hiểu chưa nào? Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra 1 phần m bình phương ta sẽ nhân với m, không sẽ nhân với m thì cái này cùng chiều đó. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra 1 phần m sẽ lớn hơn 0 đó. Vậy thôi, ta đi sang câu B. Thì đối với câu B thì chúng ta sẽ làm tương tự và cái dấu thì ngược trở lại. Các em hiểu chưa nào? Ta có câu B này. Vì m nhỏ hơn 0 nên là chúng ta sẽ suy ra ở đây m bình phương so với số 0 thì như nào các em? Đối với m thì nhỏ hơn 0 nhưng khi chúng ta bình phương lên thì khi nó đã là bình phương thì nó sẽ lớn hơn 0. Các em hiểu chưa nào? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra 1 phần m bình phương này cũng sẽ lớn hơn 0. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có này. M thì nhỏ hơn 0. Bây giờ thì nhân hai vế với cái số dương này. Từ đây chúng ta suy ra M nhân cho 1 phần M bình phương. 0 nhân cho 1 phần M bình phương. Thì nó sẽ như thế nào các em? Nó sẽ là cùng chiều ở đây. Ha. Từ đây chúng ta sẽ suy ra là gì? Như vậy thì nó sẽ là 1 phần M nhỏ hơn. Nhỏ hơn 0. Từ từ, ở cái câu A nãy thầy mắt nhắm mắt mở như làm ở đây là coi thử nào. Chúng ta làm xuất phát từ đây, chúng ta nhân hai vế ở đây thầy xin lỗi em. Ở đây là 1 phần m bình phương nhé. Do thầy mãi con mắt của thầy đang bị rất là đau, thầy đang nhắm một con em. Nhắm một con mà quay một con này. Rồi, ngay chỗ đây chúng ta thế bởi là 1 phần m bình phương nha. Được chưa? Các em hiểu cái bài này không nào? Đó. Rồi câu B nha. Ok. Chúng ta sẽ đi sang cái bài 23 các em nhé. 23. Thầy ngồi nhiều ở dưới cái bóng đèn led, với lại là ngồi máy tính nhiều. Rồi dạy này nọ.
Mắt cái thầy hay bị đau hay bị ngứa nha. Rồi, ta đi sang bài 23 nha. Cho A lớn hơn 0, nghĩa là số dương này, B lớn hơn 0 là số dương này, và A lớn hơn B này. Chúng ta chứng tỏ cái điều này thì chắc chắn ta phải xuất phát từ cái này rồi, có đúng chưa nào? Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được điều gì kia. Nếu mà A lớn 0, B lớn 0 là một số dương nào? Thì ở đây chúng ta đầu tiên ta A vì trước đây, vì A lớn hơn 0. Bây giờ thầy nhân hai vế với lại B, thầy suy ra A sẽ nhân B và 0 sẽ nhân B, thì cái này cũng sẽ lớn hơn 0, tại vì B là một số dương. Nên từ đây chúng ta suy ra AB này cũng sẽ lớn hơn 0. Các em hiểu nào? Nên từ đây chúng ta cũng sẽ suy ra tiếp một phần AB, nghĩa là nó cũng sẽ nhìn thế nào sau số 0, nó cũng sẽ lớn hơn 0. Các em hiểu chưa nào? Đó. Vì tiếp các em, vì A lớn hơn B, có đúng chưa nào? Vì A lớn hơn B, bây giờ thầy sẽ nhân hai vế với là một phần AB đây này xuống ở vào hai vế đây, có được chưa? Đó, như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra A nhân cho một phần AB, B nhân một phần AB. Như vậy thì ở đây kem đã chứng minh được một phần AB này là một số gì? Là một số dương. Chứng tỏ khi chúng ta nhân số dương thì cái dấu này nó sẽ như nào? Cùng chiều, chứng tỏ cái này sẽ lớn hơn. Như vậy từ đây chúng ta suy ra A và A thu gọn thì đây còn phải một phần phần B, có đúng chưa nào? Sẽ lớn hơn một phần phần A, hay chúng ta viết lại trở thành là một phần A sẽ nhỏ hơn một phần phần B. Xong đây, các em thấy chưa nào? Đó. Nhìn thì có vẻ dễ, nhưng khi chúng ta đặt bút chúng ta làm ấy, thì các em thấy cái độ khó của nó. Chúng ta phải xuất phát từ cái gì, phải biến đổi cái gì, phải chứng minh cái gì đó nào. Đó. Rồi. Ta đi sang cái bài 24 em nha. Ta đi sang bài 24 em. Bài 24 mà nếu chúng ta dùng máy tính chúng ta bấm ấy, thì nó dễ rồi. Nhưng ở đây theo thầy khuyên thì chúng ta không nên dùng máy tính, mà chúng ta nên làm theo cách này thì rất là dễ hiểu nè các em ạ. Ở đây 0,6 bình phương mà đây 0,6. Các em nên so sánh giùm thầy là vì nè, 0,6 so với số 1 thì số 1 sẽ lớn hơn 0,6, đúng chưa? Bây giờ thầy sẽ nhân với hai vế với 0,6. Là 0,6 là số dương. Đó. Như vậy thì ở đây 0,6 nhân 0,6 nghĩa là đây 0,6 bình phương sẽ nhỏ hơn 0,6, được chưa? Như vậy cái ta điền ở đây là dấu bé hơn này. Rồi tương tự như vậy thì ở đây chúng ta cũng sẽ so sánh ở đây là ở đây câu A này. 1,3 với số 1 thì cái này lớn hơn. Như vậy chúng ta nhân hai vế cho 1,3. Nó cũng sẽ lớn 1 nhân 1,3 tại vì nó là số dương. Chia ra 1,3 bình phương nó cũng sẽ lớn hơn 1,3. Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền là dấu lớn. Các em hiểu không? Đó. Vậy thôi. Được chưa? Rồi. Như vậy thì trong quá trình học chúng ta phải nhớ chú ý xem cho kỹ chúng ta cần phải xuất phát từ cái gì người ta cho. Nên thầy thì hay nói với em là cái phần này giống như là một cái bộ xương em, chúng ta cần phải ráp thịt, ráp da, ráp tóc, vân vân, để làm gì? Để được cái mà người ta yêu cầu chúng ta chứng minh. Các em hiểu nào? Đó, nên là chúng ta phải hết sức lưu ý. Phần này thầy nghĩ nó cũng chưa khó đâu em, chưa khó nha. Những phần tiếp theo thì nó còn khó hơn. Như vậy trong quá trình học các em nhớ like, comment tích cực, chia sẻ bài giảng với thầy. Bạn nào có điều kiện thì đăng ký khóa học online, còn không có thì thôi các em nha, thầy cũng không bắt buộc người nào cả. Ok, cảm ơn các em đã theo dõi hết clip của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nha. Bye bye. Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy quay cho các em tới cái bài 27 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục quay 3 bài còn lại là 28, 29 và 30 các em nha. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 28. Trong quá trình học các em nhớ like, comment tích cực ủng hộ thầy các em nha. Bài 28A.
chứng tỏ rằng với AB là các số bất kỳ. Bất kỳ ở đây chúng ta phải hiểu là nó có thể là số dương, hoặc là có thể là số âm, hoặc nó cũng có thể là số 0. Các em hiểu nào? Thì ở đây là chúng ta cần phải chứng minh là A bình phương cộng B bình phương trừ 2AB sẽ lớn bằng 0. Các em thấy chưa nào? Đó, thì để lên đây cho chúng ta dễ quan sát và dễ viết nhé. Như vậy thì ở đây các em thấy đây chính là hàng đẳng thức gì? Hàng thức số mấy đây các em? Thầy viết lại cho nó dễ theo ra đúng cái hàng thức nha. Đó. Ok. Rồi. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy chưa? Như vậy thì bây giờ chúng ta phải xuất phát từ cái gì? Ta có xuất phát từ cái hàng đẳng thức. Như vậy đây chúng ta khi ta thầy viết như này, các em đã thấy nó chính là hàng thức số mấy? Hàng thức số 2. Thì nó có dạng là a trừ b tất cả bình phương. Như vậy thì ở đây ta có là a trừ b bình phương này so với số 0 thì nó như thế nào các em? À, nó lớn bằng 0. Thì từ đây chúng ta sẽ khai chuyển ra trở thành là a bình phương trừ 2ab cộng b bình phương sẽ lớn bằng 0. Chúng ta suy ra a bình phương cộng b bình phương trừ 2ab này nó sẽ lớn hơn bằng 0. Vậy thôi. Xong câu A. Chẳng có gì phức tạp cả. Em hiểu chưa? Đó. Ta sang câu B nha. Câu B ở đây người ta yêu cầu là gì? A bình phương cộng B bình phương trên 2 lớn bằng AB. Rồi. Như vậy thì ở đây các em thấy giữa câu A và câu B á, nó có mối liên hệ với nhau chứ không phải là tách rời. Như vậy thì ở đây các em thấy rằng là gì? Ta có ở đây là gì các em? A trừ B tất cả bình phương thì nó sẽ lớn bằng 0. Thì ở câu A chúng ta đã suy ra được là A bình phương cộng B bình phương trừ 2 AB sẽ lớn bằng 0. Có đúng chưa nào? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cộng hai vế với lại là gì? Ta cộng hai vế với lại là 2AB để mất cái anh này đi. Ha. Thì đây chúng ta suy ra A bình phương cộng B bình phương trừ 2AB. Chúng ta cộng với 2AB thì bên đây cũng sẽ cộng với 2AB. Thì dấu này sẽ cùng chiều đấy. Như vậy từ đây chúng ta suy ra ở đây là A bình phương cộng B bình phương. Hai này triệt tiêu mất. Nhưng mà đây, bên đây còn là 2AB ở đây. Mà đây các em thấy có số 2 không? Chứng tỏ thầy sẽ chia hoặc là nhân hai vế với 1 phần 2. Như vậy từ đây chúng ta suy ra 1 phần 2 nhân đây A bình cộng B bình ở đây. 2AB ở đây cũng sẽ nhân với 1 phần 2 ở đây. Thì cái dấu này cũng sẽ là lớn hơn bằng. Như vậy từ đây chúng ta suy ra A bình phương cộng B bình phương trên 2 sẽ lớn hơn AB. Xong. Thấy bài 28 nha nào. Câu A các em. Được chưa? Câu B. Ok. Chúng ta sẽ đi sang cái bài 29 nhé. Ta đi xem bài 29 nha. Cho A và B là các số dương. Số dương nghĩa là lớn hơn 0 em. Chứng tỏ rằng ở đây lớn bằng 2. Như vậy thì đối với bài này chúng ta cần phải làm như thế nào này? Ở đây thì chúng ta ở trong cái bài 28 ấy, thì chúng ta cũng đã chứng minh được là A bình phương cộng B bình phương sẽ lớn bằng là 2AB trong bài 28 rồi. Có đúng chưa nào? Rồi bây giờ nói nhiều thì sợ các em lại không hiểu nên chúng ta sẽ bắt tay vào làm luôn nha. Như vậy thì chúng ta xuất phát từ đâu các em? Ở đây chúng ta có là vì A trừ B bình phương so với số 0. Thì cái bình phương này nó như nào so với số 0 em? À, nó sẽ lớn bằng 0. Thì chúng ta sẽ suy ra đây chính là hàng thức số 2 chúng ta đưa về là A bình phương cộng B bình phương trừ 2AB này sẽ lớn bằng 0. Chúng ta ở đây không phải là chuyển vế đổi dấu mà chúng ta phải là gì? Cộng hai vế với lại gì? 2AB để nó triệt tiêu 2AB ở phía bên đây. Như vậy chúng ta suy ra đây là A bình phương cộng B bình phương trừ 2AB cộng cho 2AB thì phía bên đây chúng ta sẽ cộng với 2AB ở đây. Cái này sẽ lớn bằng 0. Tại vì AB là số dương đúng không nào? Từ đây chúng ta suy ra A bình phương
cộng b bình phương. Hai này trực tiêu thì cái này sẽ lớn bằng 2ab. Ở đây chúng ta có thể ký hiệu thầy đây là 1, được chưa? Tiếp tục chúng ta sẽ xuất phát ở đây, ab là các số dương, nghĩa là vì a lớn 0 và b lớn 0 đó nè. Như vậy thì chúng ta có là gì nè? Chúng ta có là có phải suy ra a ab này cũng sẽ lớn hơn, cái tích ab này cũng sẽ lớn hơn 0. Ok, nên chúng ta suy ra 1 phần ab này cũng sẽ như nào, cũng sẽ lớn hơn 0. Bây giờ thầy sẽ ký hiệu đây là 2, và thầy sẽ nhân cái 2 này, 1 phần ab này vào với 2 vế ở 1 đây ha. Các em hiểu nào? Đó, các em hiểu chưa? Ý là hiểu cái mục đích của mình để làm gì chưa nào? Bây giờ thầy sẽ ghi ở đây là nhân 1 phần ab vào 2 vế của bậc đẳng thức 1. Nhân vào đây này, ta được như vậy thì ở đây ta có là 1 phần ab nhân ở đây là a bình phương cộng b bình phương, 2ab ở đây cũng nhân cho 1 phần ab. Mà các em thấy 1 phần ab này là một số dương lớn không, chứng tỏ cái dấu ở đây nó sẽ cùng chiều ở đây. Như vậy khi đó chúng ta nhân vô đây, nghĩa là a bình phương suy ra đây a bình phương ab cộng b bình phương ab và lớn hơn hoặc bằng ABB, đây là số 2. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra gì? A bình phương với A đây, trên đây nó còn AB, ở dưới đây còn BA phải lớn hơn hơn 2. Xong, điều phải chứng minh. Hiểu chưa nào? Đó, bài 29 cũng khá hay. Bắt đầu cái độ khó của nó tăng dần, nên trong quá trình làm chúng ta phải hết sức lưu ý. Toán không phải nó cứ dễ miết đâu các em, mà nó càng ngày nó giúp cho chúng ta hoàn thiện và cái độ sáng tạo và logic nó rất là nhiều. Như vậy thì để chúng ta muốn giỏi toán thì chúng ta phải làm nhiều bài, nhiều cái dạng giống nhau, từ đó chúng ta sẽ làm được những cái dạng khó và nâng cao hơn. Và tùy theo cái độ chất xám và cái độ thông minh của mỗi người, chứ không phải ai giống ai đâu các em nha. Có nhiều người thì rất là siêu, gọi là cần cù bù thông minh các em, nhưng có nhiều bạn thì cũng rất là thông minh mặc dù rất là lười, nhưng mà nhìn sơ qua là đã hiểu và biết cách làm ngay. Thầy cũng gặp rất là nhiều em học sinh như thế ha. Lười mà không thông minh nữa thì thôi, đứng ép lớp là xác định rồi. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng là bài 30 game nhé. Ta đi sang bài 30 game. Câu A, chứng tỏ A nhân nhân A cộng 2 nhỏ hơn A A cộng 1 tất cả bình phương ở đây. Đó nè. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ giải cái này như thế nào nè. Ở đây các em thấy A nhân cho A cộng 2 nhỏ hơn là A cộng 1 tất cả bình phương. Thì đối với bài này á, chúng ta phải có cái độ thông minh một chút các em, là chúng ta phải biết so sánh giữa hai số nào đó, chúng ta sẽ chèn vào, lắp vào để chúng ta tạo ra được hai cái này. Như vậy ở đây chúng ta phân tích sơ qua một xíu này. Cái này đã chính là hằng đẳng thức số mấy? Đây chính là hằng đẳng thức số số 1. Khi chúng ta khai triển ra này, thầy sẽ làm nháp cho các em này. Đáng lẽ thầy làm nháp bên ngoài, nhưng ở đây có phải là A bình, thầy nhân vô này, là A nhân vào đây và A nhân đây trở thành 2A. Và cái này trở, khi chúng ta khai triển ra có phải nhỏ hơn là A bình phương cộng 2A cộng cho 1 không nè. Nhưng mà các em thấy cái này giống này, cái này giống này, nó chỉ khác ở đây là số 1. Như vậy ở đây không có, người ta hình dung đây là số 0. Như vậy đầu tiên chúng ta phải so sánh cho thầy giữa số 0 và số 1, sau đó các em ráp thịt cá này vào thì nó sẽ ra thôi. Các em có hiểu ý của thầy nói không nhỉ? Cái này là nháp, chúng ta phân tích chứ sao mà các em sẽ thấy được cái việc so sánh giữa số 0 và số 1 được, hiểu chưa? Rồi chúng ta giải 30 câu A này. Như vậy thì ở đây chúng ta có là vì 0 thì nhỏ hơn 1, có đúng chưa? Rồi bây giờ thầy cộng 2 vế với A bình phương cộng cộng 2, có được chưa nào? Đó, như vậy chúng ta có là 0 cộng A bình phương cộng 2A, 1 cộng A bình phương cộng 2A, thì cái dấu này nó sẽ cùng cùng chiều, có được chưa? Ok, rồi.
Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra là gì? A bình phương cộng 2a sẽ nhỏ hơn, ở đây a bình phương cộng 2a cộng 1, chúng ta sắp xếp lại cái vị trí của nó. Thì cái này chúng ta sẽ đặt a ra chung thì bên trong còn lại là a cộng cộng 2, nó không sẽ nhỏ hơn a cộng 1. Ở đây là hạng thức thứ nhất, xong điều phải chứng minh 30b a. Như vậy em này hiểu chưa? Nhìn ở đây chứng minh rằng trong ba số nguyên liên tiếp thì bình phương số đứng giữa lớn hơn tích của hai số còn lại. Liên tiếp nghĩa là nó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị? Một đơn vị. Em hiểu chưa nào? Như vậy chúng ta sẽ gọi ba số nguyên liên tiếp đó chính là gì? Chúng ta gọi này, ba số nguyên liên tiếp là, nếu thầy gọi số đầu tiên là a thì số tiếp theo sẽ là gì? A cộng 1, và số tiếp theo sẽ là a cộng 2. Có được chưa nào? Ở đây người ta nói là gì? Thì bình phương là mũ mấy? Bình phương là mũ 2. Số đứng giữa là số này này. Đó nè, lớn hơn tích của hai số còn lại, lớn hơn tích của hai số còn lại. Như vậy chúng ta sẽ vận dụng ở câu a này. Đây, đây là tích của hai số còn lại này, bình phương số chính giữa này. Có hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là a cộng 1 tất cả bình phương và tích của cái hai số đầu và số cuối là đây. Nhưng mà cái này sẽ là ra được a bình phương cộng 2a cộng 1. Cái này chính là a bình phương cộng 2a. Không, chúng ta ký hiệu đây là 1, ký hiệu đây là 2. Từ 1 và 2 thì giống như câu a các, chúng ta đã chứng minh được rồi. Chúng ta suy ra a cộng 1 tất cả bình phương sẽ lớn hơn a nhân cho a cộng cộng 2. Ha, cái này chúng ta có thể ghi là theo câu câu a. Em có hiểu không nào? Rất là dễ hiểu đúng không? Rồi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em một bài số 3 các em nhé. Ok, cảm ơn các em đã theo dõi clip của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nha. Bye bye.